Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nước ta có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ. Tự kỷ được coi là căn bệnh thời đại và ngày càng có xu hướng gia tăng. Tuy hiện nay chưa có cách chữa trị dứt điểm cho trẻ mắc tự kỷ, nhưng việc can thiệp sớm trong những năm đầu đời của trẻ rất quan trọng trong việc phát huy tối đa khả năng phát triển của trẻ, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng tốt nhất. Nụ cười vô tư, những câu chuyện ríu rít sau mỗi buổi học về, điều tưởng như bình thường với mọi đứa trẻ, nhưng là niềm hạnh phúc vô cùng của chị Diệp. Để có được điều ấy, chị đã có hơn 2 năm kiên trì, nỗ lực để can thiệp sớm cho Hải, cậu con trai mắc chứng tự kỷ của chị. Trước khi can thiệp, nó hầu như cháu không nói được. Vào tròn vào 4 tuổi, cháu còn chưa biết phân biệt là mẹ. Ai là mẹ, ai là bà, ai là các bác là cháu vẫn chưa phân biệt được. Kể cả những cái đơn giản như là cháu muốn uống nước thì chẳng hạn, cháu cũng không biết tự nói là con muốn uống nước. Chỉ biết kéo tay mẹ ra dúi vào cốc nước và mẹ rót cho cháu uống thôi. Thì là cứ 6 giờ sáng, 6 rưỡi thì hai mẹ con ở đây đi, thì đi bằng phương tiện xe máy. Thì mưa gió thì vẫn mặc áo mưa đi, cũng kiên trì, mất 2 năm liền thì cháu học gì đấy. Thì là cháu nó phát triển nhanh, nói chung là mình rất là hạnh phúc. Và cũng may mắn là mình phát hiện được cái trường đấy, là nhà ta dạy là dạy miễn phí, mình chỉ có thời gian mình đưa đi thôi, thì mất thời gian như thế. Và cô giáo người ta dạy rất là có tâm huyết, nên là cháu phát triển rất là tốt. Mình cũng thấy may mắn như thế, và bây giờ cháu hòa nhập được ra cộng đồng thì cũng rất là mừng. Hải là một trong 3 trẻ mắc chứng tự kỷ đã được can thiệp sớm thành công tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ. Năm 2016, trường bắt đầu tiến hành chương trình can thiệp sớm miễn phí cho trẻ tự kỷ. Năm học đầu tiên có 8 cháu, năm học thứ 2 tăng lên 25 cháu và hiện nay là hơn 40 cháu. Có 3 cháu đến tuổi đi học tiểu học và cả 3 đều đã hòa nhập cộng đồng tốt. Những cháu đã được can thiệp nhưng chưa đến tuổi đi học thì đều có sự thay đổi rõ rệt. Cháu về đây là bắt đầu từ năm học đầu tiên của năm nay. Thì được là các thầy các cô nên là cũng là rất nhiệt tình. Cái buổi ban đầu thì cháu về đây thì nó cũng chưa có cái tín hiệu mấy. Thế nhưng một thời gian về đây thì đến bây giờ thì cháu cũng đã có tín hiệu một chút ít. Tức là đã biết đếm từ 1 đến 10 và đến 50. Thế thậm chí là có thể là cháu hát bài con cò rồi bà ơi là cháu sẽ hát được. Qua thực tiễn mà triển khai cái công tác can thiệp sớm từ năm 2016 đến nay thì chúng tôi thấy cái kinh nghiệm là những cái cháu mà được can thiệp sớm trong độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi thì cái hiệu quả là cao hơn rất nhiều lần so với những cháu mà 7, 8, 9, 10 tuổi. Có một số cháu là phát triển rất tốt và cũng đã hòa nhập cộng đồng. Các cháu đã về đi học được ở cái môi trường giáo dục bình thường ở các địa phương. Đây cũng là một cái chương trình mà đáp ứng cái lòng mong mỏi rất lâu nay của cái phụ huynh, của các cái gia đình có con em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vì trước kia các cháu là phải đưa đi lên Hà Nội, can thiệp ở các cái cơ sở bên ngoài rất tốn kém về tiền bạc và thời gian. Cơ hội vàng để phát hiện và trị liệu cho trẻ tự kỷ là giai đoạn trẻ từ 24 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. Điều quan trọng nhất là các bậc cha mẹ phải thấy được những biểu hiện khác thường của trẻ để có hướng can thiệp kịp thời. Khi mà các trẻ đến đây, thường là các bạn ấy được chẩn đoán từ các cái cơ sở y tế. Thì bố mẹ đưa đến thì thường là có những bạn thì sẽ có cái biểu hiện là chỉ là chậm nói thôi. Đấy, có những bạn là chậm nói đơn thuần, còn có những bạn thì ngoài cái chậm nói thì các em ấy còn có rất là nhiều các cái biểu hiện về hành vi. Có những bạn thì là tự xâm hại bản thân mình, có những bạn thì lại xâm hại người khác, có những bạn thì có những cái biểu hiện ví dụ như là bạn ấy hay xoay tay, bạn ấy rất thích xem nhìn các cái đồ vật mà xoay tròn, ví dụ như là cái bánh xe. Các hoạt động can thiệp sớm bao gồm trị liệu giúp trẻ có thể nói, đi lại, tương tác với trẻ khác và thực hiện các nhiệm vụ thông thường trong những năm đầu đời. Và để làm được điều đó thì các giáo viên phải cực kỳ kiên trì, tận dụng mọi cơ hội để phát triển các kỹ năng cho trẻ. Tuy nhiên, không thể phó mặc hết cho các giáo viên can thiệp mà vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường mới tạo được cơ hội cho trẻ hòa nhập. Nếu không được điều trị và can thiệp sớm, trẻ sẽ không nói được, sống lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.
qua 10 tuổi dễ bị tâm thần. Thực tế hiện nay, rất nhiều phụ huynh vẫn chưa nhìn nhận đúng đắn chứng tự kỷ, vẫn chủ quan khi con có những biểu hiện khác thường nên không cho con đi thăm khám và can thiệp kịp thời. Đây thực sự vẫn là một trở ngại lớn trên con đường giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng.